Chám cơn hó chứ mà sẻ hò. Đừng nhiều chuyện, đừng can thiệp, đừng xen vào. Chúng ta có động từ ở đây là chám cơn hó tả. Chám cơn hó tả có nghĩa là can thiệp hoặc là xen, chen vào. Chi ma sẻ hò, chúng ta sẽ có động từ cộng với chi ma sẻ hò mà nghĩa là đừng. Dạng câu đề nghị trang trọng lịch sự. Chám cơn hó chứ mà sẻ hò. Bạn đừng có nhiều chuyện, bạn đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Xịp chăn này hò. Xịp chăn này hò. Dễ mà. Ở đây chúng ta sẽ có tính từ là xịp tả. Xịp tả. Khi mà kết hợp với chăn này hò, cái đuôi chăn này hò nó mang nghĩa là mà hoặc là gì nhỉ? Chẳng phải là hay sao? Xịp chăn này hò nó có thể kết hợp với động từ hoặc là tính từ. Đằng trước của chăn này hò có thể kết hợp với động từ hoặc là tính từ nhá. Ở đây trong câu này kết hợp với tính từ xịp tả mang nghĩa là gì nhỉ? Chẳng phải là dễ hay sao? Dễ mà, chẳng phải là dễ hay sao mà. Ta sẽ có câu này mang nghĩa là như thế. Xịp chăn này ồ, dễ mà. Bún sang hè ồ, bún sang hè ồ, tội nghiệp quá. Bún sang ha tả, dạng nguyên thể. Bún sang ha tả có nghĩa là đáng thương hoặc là tội nghiệp. Chia theo đuôi câu thân mật lịch sự, đuôi yo sẽ là bún sang hè ồ. Câu thứ tư. 그래서 뭐예요? 그래서 뭐예요? Vậy thì sao? Vậy thì là gì? 그래서 vậy, vậy thì. Mua có nghĩa là gì? Cái gì? 예요 có nghĩa là. Vậy thì sao? Hoặc là gì? Vậy thì là gì? Vậy thì là cái gì? 그저 그래요. 그저 그래요. Bình thường thôi. Cái cụm từ này các bạn có thể sử dụng với đuôi 요 như thế này. Hoặc khi mà người trên nói với người dưới hoặc là nói ngang bằng, các bạn chỉ cần nói là gì? 그저 그래. 그저 그래. Bình thường, thường thôi. 다행이네요. 다행이네요. May thật. Đây chúng ta sẽ có 다행 có nghĩa là may, may mắn. 이네요. Cái đuôi câu 네요 ấy là một cái đuôi câu cảm thán, thể hiện sự ngạc nhiên, bất ngờ, có thể là điều hứng thú hoặc là cái gì đó. Ở ngoài cái dự đoán rất là ngạc nhiên. 다행이네요. May thật đấy, thật là may. Đây chúng ta sẽ có 다행. Ở đây mang nghĩa là may mắn, từ của nó có bắt chim ở dưới nên chúng ta sẽ kết hợp với 이네요. Còn trong trường hợp danh từ hoặc là tính từ mà không có bắt chim, không có phụ âm dưới thì đơn thuần các bạn chỉ cần kết hợp với 네요. Nếu mà là tính từ thì các bạn bỏ 다 đi và kết hợp với 네요. 거짓 말이에요. 거짓 말이에요. Nói dối, đó là lời nói dối. 거짓 말 có nghĩa là gì? Lời nói dối. 이에요 có nghĩa là. Dạng của nó là y tà đấy, y tà. Khi mà các bạn chia theo đuôi lịch sự thân mật, đuôi yo, chuyện sẽ chuyển thành là yeo, y tà chuyển thành yeo. Hoặc các bạn có thể sử dụng với đuôi nì tà là 거짓 말입니다, nói dối. Các bạn lưu ý về cách phát âm ở đây. Chúng ta viết là 거짓 말 đúng không? Nhưng các bạn lưu ý đó là ở vị trí bắt chim của âm tiết chít này là âm sờ. Và theo sau nó là một phụ âm bắt đầu bằng âm mờ. Thì vị trí của âm sờ này các bạn sẽ đọc thành âm n nhá. Sẽ là 거짓 말. 거짓 말. Các bạn lưu ý nhá. Tiếp theo, 농담이에요. 농담이에요. Đùa thôi. 농담 là gì? Đùa, sự đùa vui. 이에요 là tớ đùa thôi, không phải thật đâu. 농담이에요. Đùa thôi ạ. 농담하지 마세요. Đừng chém gió. Đừng nói đùa, ở đây động từ là gì? 농담하다 có nghĩa là gì? Chém gió, nói đùa này, đùa cợt này. Chúng ta sẽ có kết hợp với 치마세요 là một cái đuôi câu mang nghĩa là mệnh lệnh, mang nghĩa là đừng, đừng chém gió, đừng nói đùa cợt nữa. 걱정하지마세요. Đừng lo lắng. Đây chúng ta sẽ có 걱정하다 mang nghĩa là lo lắng, còn khi kết hợp với 치마세요 mang nghĩa là đừng. 언제나 아니다. 언제나 아니다. Không bao giờ. Anjena có nghĩa là luôn luôn. Anida là không. Không luôn luôn hoặc chúng ta hiểu là gì? Không bao giờ. Anjena aniyeo hoặc anjena animida. Còn trong mối quan hệ thân mật xuồng xã bạn bè, các bạn có thể sử dụng là gì? Anjena aniya. Nó cũng là của từ ida đấy. Khi mà sử dụng lối nói ngang bằng thì ida chuyển thành ya như thế này. Anjena aniya. Không bao giờ đâu. 틀린가 봐요. 틀린가 봐요. Có gì đó sai sai hoặc là gì? Có vẻ là sai rồi. 틀리다. Sẽ có 틀리다 mang nghĩa là sai.
Còn khi mà kết hợp với nên corporeal nó mang nghĩa là gì nhỉ? Tôi đoán là sai hoặc là gì, có gì đó sai sai. Đây là thể hiện sự ngờ vực, đoán. Đoán là có gì đó sai sai hoặc là gì có vẻ là sai sai. Thư ly tả, các bạn sẽ có thư ly tả mang nghĩa là sai. Còn khi mà kết hợp với cái đuôi nên corporeal nó mang nghĩa dự đoán, có vẻ hoặc là có gì đó. 내말기억해요. 내말기억해요. Nhớ lời tôi nói đấy. 내 có nghĩa là gì? Tôi, tớ, mình. 말 là lời, lời của mình. 내 말 lời của tớ. 기억해요, ghi nhớ. 기억하다, dạng nguyên thể là 기억하다. Các bạn khi mà chia theo đuôi lịch sự thân mật sẽ là sử dụng với đuôi 요. 기억해요. Các bạn lưu ý về cách phát âm nhé. Âm cờ vị trí bát chim, theo sau của nó là một phụ âm hở. Thì các bạn sẽ nối lên đọc là 기억해요, âm khờ nhé, đọc thành âm khờ. 기억해요. Tiếp theo, 중요하지않아요. 중요하지않아요. Không quan trọng đâu. 중요하다 mang nghĩa là quan trọng. Còn khi kết hợp với cái đuôi câu phủ định, các bạn sử dụng với 지않아요. 지않아요 hoặc 지않습니다 có nghĩa là không, không quan trọng đâu. 중요하다 các bạn bỏ다đi và cộng với 지않아요. Tiếp theo, 아무것도아니다. 아무것도아니다 có nghĩa là không là gì cả. 아무것도 có nghĩa là bất cứ cái gì. 아니다 có nghĩa là không. Bất cứ cái gì cũng không hoặc là gì không là gì cả. 나가, 나가. Ta sẽ có 나가다 đấy, mang nghĩa là đi ra ngoài. Còn khi mà trong đôi câu mệnh lệnh ấy, khi mà ai đó nói rất là tức giận, 나가 thì mang nghĩa là gì? Ra ngoài, đi ra ngoài đi. 몇 살로 보여요? 몇 살로 보여요? Trông từ mấy tuổi. 몇 có nghĩa là mấy. 살 là lượng từ của tuổi, mang nghĩa là tuổi đấy. 보여요 dạng nguyên thể là 보이다. 보이다 khi mà các bạn chia theo đôi요 sẽ chuyển thành 보여요. 몇 살로 보여요? Có nghĩa là trông tớ thì được mấy tuổi. Cậu trông tớ, cậu nhìn xem là tớ bao nhiêu tuổi, đoán xem đấy. Cậu trông tớ là bằng bao nhiêu tuổi. Từ rô đây là từ chỉ cách thức đấy. Cậu nhìn tớ thì xem được tớ là được mấy tuổi, được bao nhiêu tuổi. Và khi các bạn kết hợp với từ sal ở đây thì khi đọc các bạn sẽ đọc ở vị trí âm rô này thành âm l, sẽ là salo, salo. 몇 살로 보여요? Trông tớ mấy tuổi? 빨리 해요. 빨리 해요. Làm nhanh lên. 빨리 có nghĩa là nhanh. 빨리 해요. 해요, 해요 trong từ 하다 mang nghĩa là làm. 빨리 해요, cậu làm nhanh lên. 빨리 가요, 빨리 가요, đi nhanh lên, đi nhanh nào. Trong từ 가다 là đi. 뭐라고요, 뭐라고요, anh nói cái gì cơ? 뭐라고요, 뭐 có nghĩa là gì, cái gì. 라고요là đuôi câu mang nghĩa là gì, nói cái gì, truyền đạt lại đấy. 뭐라고요, anh đã nói gì. Thường khi mà trong giao tiếp ấy, ai đang nói chuyện với chúng ta nhưng mà chúng ta lơ đấy, chúng ta không nghe rõ, chúng ta có thể hỏi lại là gì? 뭐라고요? Anh đã nói gì cơ? 진정해요. 진정해요. Bình tĩnh đi. 진정하다 mang nghĩa là bình tĩnh đi, từ từ đi. Trấn tĩnh lại đi. 진정해요. Cậu bình tĩnh đi, cậu trấn tĩnh lại đi. 죽겠어요. 죽겠어요. Chết mất thôi hoặc là gì? Chắc chết mất thôi. Ta sẽ có động từ là 죽다 mang nghĩa là chết. Khi kết hợp với cái đuôi kết sẹo, dạng có thể là kết tà đấy, nó mang nghĩa là chắc, chắc là chết mất thôi hoặc là gì, mang nghĩa là sẽ nữa, chắc là sẽ, chắc là tôi sẽ chết mất thôi. 죽겠어요, chết mất thôi. 무슨 일이에요? 무슨 일이에요? Có chuyện gì thế? 무슨 mang nghĩa là gì, cái gì? 일 có nghĩa là chuyện hoặc là việc gì thế? 이에요? Là hoặc là gì? Có chuyện gì vậy? Là chuyện gì vậy? 방해하지마세요. Đừng làm phiền tôi. Chúng ta có động từ là 방해하다 mang nghĩa là làm phiền. Còn khi kết hợp với 지마세요, nó mang nghĩa là đừng, đừng làm phiền thôi. 방해하다 nó còn mang nghĩa là gì? Gây hại, làm phiền, phiền phức. 화내지않지요? Không giận mình chứ? 화내다 mang nghĩa là giận, tức giận. 지않지요 là không chứ. 화내지않지요? Không giận mình chứ. 됐어요, 됐어요, đủ rồi, được rồi. 됐어요 có nghĩa là đủ rồi đấy, được rồi đấy.
Thường là khi mà chúng ta, ví dụ trong một trường hợp là cãi nhau chẳng hạn và nói rất nhiều, và cái người kia người không muốn nghe nữa, người ta nói rằng tuyệt style, thôi đủ rồi, được rồi đấy, đừng nói nữa, kiểu như thế. 그런가 봐요, 그런가 봐요, tớ đoán vậy, hoặc là có vẻ là như vậy. 그런, 그러 trong từ 그러 có nghĩa là gì? Như thế, như vậy. Khi kết hợp với 그런가 봐요, nó mang nghĩa là dự đoán hoặc là gì? Có vẻ là như vậy hoặc là gì? Đoán là như vậy. 그래도 돼요, 그래도 돼요, như vậy cũng được. 그래 là gì? Như vậy, như thế. 또 mang nghĩa là cũng. 돼요 có nghĩa là được. 그래도 돼요, như vậy cũng được. 힘들면 힘내지 마세요. 힘들면 힘내지 마세요. Nếu mệt mỏi thì đừng cố. Từ 면 ở đây, 면 mang nghĩa là nếu thì. 힘들다, gốc của nó là 힘들다, mang nghĩa là mệt mỏi. Nếu mệt mỏi thì 힘내 có nghĩa là gì? 힘내다 là cố đấy, cố gắng. 지 마세요 có nghĩa là đừng cố gắng, đừng cố. Nếu mệt thì thôi đừng cố nữa. 누구나 외로워요. 누구나 외로워요. Ai cũng cô đơn. 누구나 có nghĩa là gì? Bất cứ ai, ai cũng. 외로워요 dạng nguyên thể là 외롭다. Dạng nguyên thể của nó sẽ là 외롭다. Khi các bạn chia theo đôi vô, các bạn sẽ cần biến đổi là 외로워요. Tiếp theo, 누구나 힘들어요. 누구나 힘들어요. Ai cũng mệt mỏi. 힘들다 các bạn chia theo đôi vô sẽ là 힘들어요. Bất cứ ai cũng mệt mỏi. 말로만 하지 마세요. 말로만 하지 마세요. Đừng chỉ nói không. Nó sẽ có cái đuôi 지 마세요 mà nghĩa là gì? Đừng. Ha trong từ 하다 có nghĩa là làm hoặc có nghĩa là hành động. Mal có nghĩa là lời nói. Ro là từ chỉ cách thức có nghĩa là gì? Bằng. Malo mang nghĩa là gì? Bằng lời nói. Man có nghĩa là chỉ bằng lời nói. Còn từ 하다 thì chúng ta hiểu rằng bạn đừng có chỉ mỗi nói không. Bạn đừng chỉ làm mỗi nói mà hãy hành động đi. 말로만 하지 마세요 có nghĩa là bạn đừng chỉ có nói không thôi. Và chúng ta hiểu rằng bạn hãy hành động, thay vì nói bạn hãy hành động đi, đừng chỉ nói không. Chúng ta có thể dùng áp dụng câu này đối với những cái người nào đó mà nói rất là nhiều, giáo điều, chuyên gia đi khuyên nhủ hoặc là gì, nói những cái lời động viên người khác hoặc là gì, nói rất là hay ho nhưng mà cuối cùng thì chẳng làm được cái gì cả. Thì 말로만 하지 마세요, bạn đừng chỉ nói không. 저 까 먹었어요. Em quên bén mất. 저 có nghĩa là gì? Em, mình, tớ. 까 먹었어요 có nghĩa là gì? Quên bén mất rồi, đã quên bén mất rồi. 어기가 없네요. 어기가 없네요 có nghĩa là gì? Thật chẳng còn gì để nói nữa. 어기가 없네요 không còn cái gì để nói nữa. 그럴 수도 있겠어요. 그럴 수도 있겠어요. Cũng có thể là như vậy. 그러 có nghĩa là gì? Như thế, như vậy. Còn cái đuôi 그럴 수도 있겠어요 nó mang nghĩa dự đoán là gì? Cũng có thể là sẽ như thế. Có thể là sẽ. Cái đuôi 그럴 수도 있겠어요 mang nghĩa là gì? Cũng có thể là. 그러 là gì? Như vậy. Cũng có thể là như vậy. Mang tính chất dự đoán. 헛소리 좀 하지 마. 헛소리 좀 하지 마. Đừng nói vớ vẩn. 헛소리 có nghĩa là gì? Những cái lời nói vớ vẩn. 좀 là gì? Làm ơn ấy. 하지 마 là đừng. Làm ơn đừng có nói vớ vẩn nữa. 좀. Chúng ta hiểu 좀 mang nghĩa là một chút, một ít. Nhưng mà chúng ta cũng có hiểu, cũng thể hiểu là gì? Thường trong những cái câu đề nghị ấy, từ 좀 hay kết hợp vào mang nghĩa là gì? Làm ơn đừng ấy. Làm ơn đừng có mà nói vớ vẩn nữa đi. 촌스러워 보여요. 촌스러워 보여요. Trông quê quá. 촌스러워 dạng gốc của nó là 촌스럽다. Ở vị trí này sẽ là biểu bờ này và 다. 촌스럽다 khi mà sử dụng với đuôi 요 sẽ là 촌스러워요. Nhưng mà đằng sau kết hợp với một động từ là nhìn trông, nhìn thấy quê quá ấy, thì các bạn sẽ bỏ 요 đi. 촌스러워요 các bạn bỏ 요 và cộng với 보여요. 보여요 dạng nguyên thể của nó là 보이다. 보이다 các bạn có 보이다 khi mà chia theo đôi 요 thì 이 sẽ chuyển thành 요. 보여요 trông quê quá. Khi bạn trông thấy ai đó mặc trang phục thấy rất là quê mùa, các bạn cũng có thể nói 촌스러워 보여요 em trông thấy nó quê quá. 마음대로 생각해요 cứ nghĩ theo những gì bạn muốn.
Ma âm thề rồ có nghĩa là gì? Tùy ý đấy. Ma âm có nghĩa là tấm lòng. Thề rồ có nghĩa là theo tấm lòng hoặc là gì? Theo những ý của bạn ấy. Sen ka kheo có nghĩa là gì? Suy nghĩ hoặc là nghĩ. Cứ nghĩ theo ý của bạn hoặc là gì? Bạn cứ suy nghĩ theo những cái gì mà bạn muốn ấy. Ma âm thề rồ có nghĩa là gì? Theo ý muốn, theo suy nghĩ của mình. Hal mari isseo. Hal mari isseo. Tôi có chuyện muốn nói. Thề bạc có nghĩa là quá tuyệt, tuyệt vời. Khi mà chúng ta có thể sử dụng câu này để khen ngợi hoặc là bày tỏ về một cái hiện tượng hoặc là trạng thái nào đó, hoặc là khi mà chúng ta thấy ai đó rất là giỏi, ví dụ đạt topic 6 chẳng hạn, thì chúng ta có thể chỉ tay vào nói rằng ồ, thề bạc, quá là tuyệt, rất là giỏi. 알려줄게요. 알려줄게요. Anh sẽ cho em biết hoặc là mình sẽ cho cậu biết. Ở đây động từ là 알려주다. 알려주다. Gốc của nó khi mà các bạn bỏ tà đi và gắn cái đuôi 줄게요, nó mang nghĩa là sẽ, thể hiện sự hứa hẹn, cái sự khẳng định một cách khá là chắc chắn, tức là tôi sẽ thực hiện một cái hành động nào đó. Cụ thể ở đây 알려줄게요. Anh sẽ cho em biết nhé. Ở đây các bạn cần chú ý về cách phát âm. Vị trí bắt chim là âm R, theo sau cũng là R, thì hai cái âm này khi mà các bạn đọc nối lên với nhau thì các bạn sẽ đọc thành âm L. 알려줄게요. 알려줄게요. Anh sẽ cho em biết. Như vậy động từ ở đây là 알려주다. Câu thứ hai, 알려드릴게요. 알려드릴게요. Em sẽ cho cô biết ạ. Ở đây chúng ta sẽ có kính ngữ của từ 주다 là 드리다. 드리다. Các bạn khi mà trong mối quan hệ cần thể hiện sự tôn kính, trang trọng hơn, đặc biệt là đối với những người lớn tuổi hơn chúng ta như ông bà bố mẹ hoặc là cấp trên, thì chúng ta sẽ dùng với 드리다 để thể hiện sự kính ngữ trang trọng. Khi mà dịch ra tiếng Việt thì 알려주다 và 알려드리다 đều mang nghĩa là cho biết, nhưng đối với văn hóa của Hàn Quốc thì hai từ này sử dụng cho những đối tượng khác nhau. 알려주다 các bạn có thể sử dụng trong mối quan hệ thân mật gần gũi, hoặc là khi các bạn dùng với những người nhỏ tuổi hơn chúng ta hoặc là ngang bằng với chúng ta. Còn khi mà nói với người trên cần được tôn kính, các bạn sẽ sử dụng với 알려드리다. Các bạn chú ý nhé. 사줄게요. 사줄게요. Tớ sẽ mua cho cậu. 사주다 là mua cho, còn 드릴게요 mang nghĩa là sẽ. 사줄게요. Tớ sẽ mua cho cậu. Chúng ta hiểu ở đây tức là gì nhỉ? Mua cho và mua một cách miễn phí đấy. Tớ sẽ mua bằng tiền của tớ và tớ sẽ cho cậu. 사줄게요. 사드릴게요. 사드릴게요. Em sẽ mua cho chị ạ. Hoặc là con sẽ mua cho mẹ nhé. 사드릴게요. 사드리다 là mua cho. Ở đây chúng ta cũng có câu 3 và câu 4. 사주다 và 사드리다. 사드리다 là kính ngữ của 사주다. 말해요. 말해요. Em nói đi. 말해요. Em nói đi. Chúng ta sẽ có động từ ở đây là 말하다. 말하다 khi mà các bạn chia theo 요 thì 하다 chuyển thành 해요. 말해요. Em nói đi. 말해야지. 말해야지. Phải nói chứ. Chúng ta vẫn có gốc động từ là 말하다 khi mà kết hợp với cái ngữ pháp động từ chia theo đuôi a, o, yo cộng với ya ấy, nó mang nghĩa là phải. 말해야지. Từ chi ở đây mang nghĩa là chứ, còn ya mang nghĩa là phải. 말해야지. Phải nói chứ, em phải nói đi chứ, hoặc là gì, cậu phải nói đi chứ. 말해야지. Khi mà các bạn muốn thể hiện cái sự lịch sự hơn hoặc là nói với những người trên ấy, thì các bạn thêm đuôi yo là được, sẽ là gì? 말해야지요. 말해야지요. Ví dụ là gì, chị phải nói đi chứ. Còn trong mối quan hệ thân mật hơn hoặc là với bạn bè ngang bằng thì các bạn có thể nói 말해야지. Cậu phải nói đi chứ, hoặc là em phải nói chứ. 왜 말 안 해요? 왜 말 안 해요? Sao lại không nói? Sao không nói? 왜 là tại sao hoặc là sao? 말 là lời nói. 안 해요. 안 해요. 해요 là gốc của động từ. Sẽ là gì nhỉ? Tại sao cậu lại không mở lời nói thế? Tại sao lại không nói? 왜 말 안 해요? Sao không nói? 왜 조용해요? 왜 조용해요? Sao im lặng thế?
왜 là tại sao, 조용해요 là yên lặng, im lặng. Gốc động từ là 조용하다. Các bạn chia theo đuôi lịch sự thân mật là 요 sẽ là 조용해요. 왜 조용해요? Sao im lặng thế? Có nghĩa là gì? Sao không nói gì? Các bạn có thể kết hợp cả hai câu là gì? 왜 조용해요? 왜 말 안 해요? Sao im lặng thế? Sao không nói? 말해야지. Phải nói chứ, phải nói đi chứ. Trong một cuộc trò chuyện thì các bạn có thể sử dụng cả ba câu này cùng lúc đều được. 싫어해요. 싫어해요. Em không thích. Động từ đây là 싫어하다. 싫어하다 mang nghĩa là không thích. Ở dạng thân mật lịch sự đôi yo, 싫어해요. Em không thích. 좋아하지요? 좋아하지요? Em thích phải không? Hoặc là anh thích phải không? Cậu thích phải không? 좋아하다 động từ là thích. Khi mà động từ các bạn bỏ tà đi và kết hợp với 지요 thì nó mang nghĩa là gì? Phải không? Phải chứ? Đúng chứ? 좋아하지요 có nghĩa là em thích phải không? Hoặc là gì? Em thích chứ? Em thích đúng không nhỉ? 좋아하지요? Cái đuôi 지요 là một đuôi câu hỏi mang tính chất xác nhận, tức là xác nhận xem là có đúng là như thế không, hoặc là khi mà chúng ta hỏi kết hợp với 지요 thì tức là chúng ta đang mong đợi cái sự đồng tình từ phía người nghe. 좋아하지요? Em thích phải không? Và khi đó chúng ta mong chờ cái người đáp sẽ nói rằng 네, 좋아해요. Vâng, em thích. 좋아하지요? Em thích phải không? 안심해요. 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 Yên tâm đi. 안심하다 mang nghĩa là yên tâm. 안심하다 gốc là 하다. Khi mà các bạn chia theo đôi 요 thì 하다 chuyển thành 해요. 안심해요. Yên tâm đi. 걱정하지 마세요. 걱정하지 마세요. Đừng lo lắng. Ở đây 걱정하다 mang nghĩa là lo lắng. Thế thì động từ cộng với 지 마세요 mang nghĩa là đừng. Đây là một đuôi câu mệnh lệnh, đề nghị đừng làm cái gì đó. 걱정하지 마세요 kết hợp với động từ nhá, mang nghĩa là đừng, đừng làm một cái gì. Cụ thể ở đây là gì? Đừng lo lắng. Động từ ở đây là 걱정하다. Thế thì khi mà nói rằng 걱정하지 마세요 có nghĩa là gì nhỉ? Anh đừng lo lắng ạ, chị đừng lo lắng ạ. 걱정 ở đây các bạn chú ý về cách phát âm, gấp đôi phụ âm chờ lên 걱정. 걱정하다 mang nghĩa là lo lắng. 고마워요. 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 Cảm ơn nhé. 고마워요. Chúng ta có 고마워요. Đây là một cách nói phổ biến cảm ơn. Trong tiếng Hàn thì có 감사해요 và 고마워요. Thì các bạn có thể sử dụng một trong hai cách. 고마워요 thì thường dùng nhiều khi mà thường là người trên ấy, những cái người lớn tuổi hơn nói cảm ơn đối với những người nhỏ tuổi hơn. Thường là cái câu này nhá, người trên, người lớn tuổi sẽ nói với người nhỏ tuổi hơn, hoặc là các bạn là bạn bè các bạn có thể nói với nhau. 고마워요. Cảm ơn nhé. Cảm ơn em nhé. 들어와요. 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 Vào đi. Ở đây động từ là 들어오다. 들어오다 mang nghĩa là vào, đi vào. Thế thì khi nói các bạn sử dụng với đuôi lịch sự thân mật là đuôi 요 thì 들어오다 các bạn sẽ chuyển thành 들어와요. Vào đi. 몰라요. 몰라요. Không biết á? Em không biết à? 몰라요. Không biết à? Không biết phải không? Ở đây động từ của chúng ta sẽ là gì? 모르다. Gốc của nó sẽ là 모르다 có nghĩa là không biết. Khi mà các bạn chia theo đuôi 요 ấy thì đây là một trường hợp đặc biệt. Các bạn sẽ chia là 몰라요. 몰라요. Các bạn sẽ có nha, gốc của nó là 모르다. Khi mà các bạn chia theo đuôi 요 thì các bạn sẽ biến đổi thành 몰라요. 몰라요? Không biết á? 네, 몰라요. Vâng, em không biết. Ở trong trường hợp này thì các bạn cũng đọc nối âm. Hai âm này các bạn sẽ đọc nối lên và sẽ phát âm thành âm L. 몰라요. 몰라요. Không biết hả? Không biết à? 잘 알아요. 잘 알아요. Em biết rõ. 잘 từ này thường đứng trước các động từ thể hiện là cái gì, sự gì đó rất là rõ ràng, giỏi hoặc là tốt. Trong trường hợp này từ 잘 mang nghĩa là rõ. 잘 알아요. Em biết rồi, em biết rõ mà. 잘 알아요. Em biết rõ. Nó sẽ có 안다. 안다 có nghĩa là biết. Khi các bạn chia theo đôi 요 thì sẽ là 알아요. 잘 알아요. Em biết rõ. 알았어요.
알았어요. 알았어요. Anh biết rồi. Chúng ta cũng có 안다 có nghĩa là biết khi mà các bạn chia theo đuôi quá khứ sẽ là gì nhỉ? 알았어요. 알았어요. Anh biết rồi hoặc là em biết rồi, tớ biết rồi. 난 못해요. 난 못해요. 난 못해요. Tôi không thể. Chúng ta sẽ có 난 dạng viết tắt của 나는 mang nghĩa là gì? Tôi thì 못해요. Chúng ta sẽ có từ 못 mang nghĩa là không thể, còn 해요 mang nghĩa là làm, tức là gì? Tôi không thể làm. Chúng ta sẽ có ở đây 못해요 là tôi không thể hoặc là tôi không thể làm. 그냥 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 có nghĩa là gì? Cứ thế, cứ vậy thôi. Sau 그냥 các bạn có thể kết hợp với động từ hoặc là khi mà các bạn bỏ lửng câu các bạn có thể sử dụng là 그냥. Ví dụ là gì? Tại sao cậu lại yêu anh ấy? Thì khi mà các bạn một cách bâng quơ các bạn có thể nói rằng 그냥 có nghĩa là gì? Ừ thì cứ thế, cứ vậy thôi. Thường khi nói câu này thì các bạn có thể bỏ lửng khi mà các bạn không muốn diễn giải thêm hoặc là không biết phải diễn giải thế nào. Thì chúng ta hiểu rằng một cách tự nhiên nó là như thế. Một cách tự nhiên thì tớ yêu anh ấy thôi. Hoặc các bạn có thể kết hợp với các động từ khác, ví dụ là gì nhỉ? Ví dụ có người gõ cửa, cốc cốc cốc, và các bạn nói rằng 그냥 들어오세요. Cứ tự nhiên vào đi ạ. 그냥 들어오세요. Cứ tự nhiên vào đi. Thì các bạn có thể sử dụng như thế nhé. 밥 먹었어? 밥 먹었어? Ăn chưa? Hoặc là em ăn chưa? Cậu ăn chưa? Ở đây sẽ có 밥 có nghĩa là cơm. 먹었어 hoặc 먹었어요 đã ăn chưa? Ở dạng không kính ngữ thì các bạn có thể bỏ 요 đi. Còn khi mà các bạn muốn nói lịch sự hơn một chút, các bạn thêm đuôi 요. 밥 먹었어요? Em ăn cơm chưa? Chúng ta sẽ có động từ đây là 먹다. 먹다 khi các bạn chia theo đuôi quá khứ sẽ là 먹었어요. Ở đây mình lưu ý nhé, cái đuôi 요 này không phải là các bạn chỉ sử dụng với những người lớn tuổi hơn chúng ta, mà bất kỳ đối tượng nào, kể cả những người nhỏ tuổi hơn hoặc ngang bằng, khi mà các bạn muốn thể hiện sự lịch sự, tôn trọng hơn thì các bạn đều có thể thêm đuôi 요. Đuôi 요 là một đuôi câu sử dụng phổ biến nhất và sử dụng một cách rất là an toàn, các bạn có thể sử dụng với mọi đối tượng. 밥 먹었어 hoặc 밥 먹었어요? Ăn chưa? Em đã ăn chưa? 먹었어야지, 먹었어야지. Phải ăn rồi chứ. Chúng ta sẽ có ở đây 먹다 có nghĩa là ăn. Khi mà đã ăn rồi thì sẽ là gì? 먹었어요. 먹었어요 là đã ăn rồi. Nhưng mà khi các bạn 먹었어요, các bạn bỏ 요 đi và kết hợp với 야지 hoặc 야지요 thì nó mang nghĩa là gì nhỉ? Phải làm cái gì rồi chứ, phải làm cái gì đó chứ. Thế thì ở đây là gì nhỉ? Phải ăn cơm rồi chứ, phải ăn rồi chứ. Ví dụ là gì? 밥 먹었어야지, 먹었어야지 hoặc 먹었어야지요, phải ăn rồi chứ. Ví dụ 지금 bây giờ 밥 먹었어야지요, bây giờ em phải ăn cơm rồi chứ nhỉ. Thì cái câu này chúng ta dùng, chúng ta để hỏi khi là gì nhỉ? Khi mà lẽ ra cái giờ này là cái giờ phải ăn rồi, nhưng mà chúng ta biết rằng cái người kia vẫn chưa ăn, thì chúng ta khi đó chúng ta sẽ nói rằng 먹었어야지, em phải ăn rồi chứ nhỉ. 먹어야지, 먹어야지, phải ăn chứ. Cái câu trên nhá, tức là chúng ta nói rằng phải ăn rồi chứ, vào cái thời gian này thì cậu phải ăn rồi chứ. Còn cái câu sau người ta nói là gì? 먹어야지 có nghĩa là em phải ăn chứ. Trong cái trường hợp là bây giờ em không muốn ăn cái gì cả, thì khi đó chúng ta sẽ nói rằng 먹어야지, em phải ăn chứ. Em phải ăn chứ, phải ăn chứ. 먹어야지, 먹어요, bỏ 요 đi kết hợp với 야지. 먹어야지, 야. Động từ cộng với 야, thực ra dạng đầy đủ là 야 하다 ấy, mang nghĩa là phải thực hiện một cái hành động nào đó. Động từ cộng với 야 하다 mang nghĩa là phải. Khi mà các bạn bỏ 하다 đi kết hợp với 지 thì mang nghĩa là gì? Phải chứ. Và chúng ta sẽ có động từ 먹다 các bạn chia theo đuôi 요, bỏ 요 sẽ là 먹어 cộng với 야지, hoặc lịch sự hơn các bạn thêm đuôi 요. 먹어야지요, 먹어야지, em phải ăn chứ. Tức là em không được bỏ bữa, em phải ăn. 뽀뽀해, 뽀뽀해, hôn không? Động từ đây là 뽀뽀하다. 뽀뽀하다 mang nghĩa là hôn hoặc là thơm đấy. 뽀뽀해, em có hôn không? 같이 밥 먹자, 같이 밥 먹자, cùng ăn cơm đi. 같이 là cùng nhau, 같이 là cùng, 밥 là cơm, 먹자, 같이 밥 먹자, chúng mình cùng ăn cơm đi.
Đây các bạn cũng chú ý nhá, vị trí bắt chim là âm cờ, theo sau là phụ âm chờ, thì các bạn phải đọc gấp đôi phụ âm chờ lên. 같이 밥 먹자, cùng ăn cơm đi. Cái đuôi động từ cộng với cha, cha này, cái đuôi này là một đuôi câu rủ rê cùng thực hiện hành động. Và đây là cái đuôi câu không kính ngữ. Các bạn sẽ dùng với những người nhỏ tuổi hơn hoặc là ngang bằng hoặc là trong mối quan hệ rất thân thiết. Còn khi các bạn nói với những người trên hoặc là khi các bạn cần thể hiện sự lịch sự tôn trọng thì các bạn sẽ sử dụng với cái đuôi ụp hoặc là biupsida. Các bạn nếu mà động từ có vị trí có bắt chim thì các bạn sẽ cộng với upsida. Ví dụ trong trường hợp này khi các bạn muốn sử dụng kính ngữ lịch sự thì các bạn sẽ nói như sau. 같이 밥 먹읍시다. Có nghĩa là gì? Chúng ta cùng ăn cơm đi. 한 잔 할래요? 한 잔 할래요? 한 잔 할래요? Uống rượu không hoặc là gì nhỉ? Chúng ta hiểu là làm một chén không. Trong câu này dịch sát nghĩa nhất là gì nhỉ? Làm một chén không, làm một chén nhé. Han có nghĩa là một, chan là cốc hoặc là ly. Ha ta có nghĩa là làm. Còn cái đuôi riêng cộng với rè, dồ này, khi mà các bạn đọc nối lên sẽ là gì? Léo, riêng, léo, han léo, han léo, mà nghĩa là gì? Làm một chén nhá. Han chan ha léo, chúng mình làm một chén nhé. Trong trường hợp này chúng ta hiểu là một chén tức là đi uống rượu đấy. Làm một chén rượu nhé, đi nhậu nhé. 참견하지 마세요. 참견하지 마세요. Đừng nhiều chuyện. Chúng ta có 참견하다 mang nghĩa là can thiệp. Còn động từ cộng với 하지 마세요 mang nghĩa là đừng can thiệp. Tức là gì? Đừng nhiều chuyện, đừng để ý, đừng can thiệp vào chuyện của tôi. 참견하지 마세요. Đừng nhiều chuyện nữa đi, đừng can thiệp nữa đi. 쉽잖아요. 쉽잖아요. Dễ mà. 쉽잖아요. 쉽 ta mang nghĩa là dễ, dễ dàng. Còn động, còn tính từ cộng với chan này ồ, nó mang nghĩa là từ chan này ồ mang nghĩa là gì? Mà thôi mà, ví dụ là gì? Xịp chan này ồ, dễ thôi mà, hoặc là gì? Dễ mà. Bún sang hề ồ, bún sang hề ồ, tội nghiệp quá. Ở đây là bún sang ha ta mang nghĩa là bất hạnh hoặc là tội nghiệp. Bún sang hề ồ, tội nghiệp quá. 그래서 뭐예요? 그래서 뭐예요? 그래서 뭐예요? Vậy thì sao? 그래서 có nghĩa gì? Vậy thì, thế thì, vậy thì, 뭐예요? Vậy thì là gì? Trong câu này chúng ta hiểu là gì? Vậy thì sao nào? 그저 그래요. 그저 그래요. Bình thường thôi. Ví dụ là gì? Dạo này cậu thế nào? 요즘 어떻게 지내요? Dạo này cậu thế nào? Trả lời 그저 그래요. Bình thường thôi. Bình thường vậy. 다행이네요. 다행이네요. May thật hoặc là may thật đấy. 다행이다 mà nghĩa là may mắn. 네요 là một đuôi câu cảm thán. Mà nghĩa là gì nhỉ? Thật là hoặc là thật đấy. 다행이네요. May thật hoặc là may thật đấy. 거짓말이에요. 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 Nói dối là lời nói dối. 거짓말 là lời nói dối. 이에요 có nghĩa là. Cả câu này chúng ta dịch là nói dối, cậu nói dối hoặc là gì? Anh nói dối. 거짓말이에요, nói dối. 농담이에요, 농담이에요. 농담이에요, đùa mà, đùa thôi mà. 농담 có nghĩa là đùa, đùa cợt. 이에요 là tới đùa thôi mà. 농담이에요. Đùa thôi. 농담하지 마세요. 농담하지 마세요. Đừng chém gió. Hoặc chúng ta có thể hiểu là đừng đùa. Đừng đùa cợt. 농담하다 mang nghĩa là gì? Chém gió hoặc là đùa cợt, tức là nói không đúng sự thật. 하지 마세요. Đừng. 농담하지 마세요. Đừng chém gió nữa đi. Đừng đùa cợt nữa đi. 걱정하지 마세요. 걱정하지 마세요. Đừng lo lắng. 걱정하다 lo lắng. 하지 마세요. Đừng. 걱정하지 마세요. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Tôi sẽ ăn ngon miệng ạ. Hoặc là con sẽ ăn ngon miệng ạ. Đây là một câu chúng ta sử dụng trước bữa ăn. 잘 먹겠습니다. 잘 là tốt, giỏi hoặc là gì? Trong trường hợp này chúng ta dịch là ngon. 먹다 là ăn.
먹겠습니다 là sẽ ăn thật là ngon miệng. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. Tôi đã ăn rất ngon ạ, hoặc là gì? Em đã ăn rất ngon ạ, con đã ăn rất ngon ạ. Khi mà trước khi ăn chúng ta sẽ nói rằng 잘 먹겠습니다. Còn khi mà đã ăn xong rồi, 잘 먹었습니다. Cái đuôi kết này là đuôi thì tương lai mang nghĩa là sẽ, còn cái đuôi quá khứ ot này mang nghĩa là đã. 틀린 거 봐요. 틀린 거 봐요. Hình như sai rồi. 틀리다 có nghĩa là sai, còn cái đuôi 니은 거 봐요 mang nghĩa là gì nhỉ? Hình như hoặc là có vẻ có cái gì đó. 틀린 거 봐요. Có cái gì đó sai sai, hoặc là hình như có gì đó sai rồi, hoặc là hình như sai rồi. 내 말 기억해요. 내 말 기억해요. Cậu nhớ lời tôi nói đấy. 내 말 là gì? Lời của tôi, lời của tớ, lời của em. 기억해요 là ghi nhớ. 기억해요. Các bạn nối âm lên nhá, sẽ là 기억해요. Các bạn phát âm là 기억해요 cũng được. Còn khi phát âm nhanh sẽ là gì? 기억해요, nối âm lên. 중요하지 않아요. 중요하지 않아요. Không quan trọng đâu. 중요하다 là quan trọng. Còn động từ hoặc là tính từ cộng cái đuôi 지 않아요 hoặc 지 않습니다 mang nghĩa là không. 중요하지 않아요. Không quan trọng đâu ạ. 조용해. 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 Im lặng. Khi mà các bạn yêu cầu hoặc là ra lệnh, các bạn có thể nói 조용해. Im lặng. Có thể không cần sử dụng với đuôi 요. Hoặc lịch sự hơn một chút thì sẽ dùng là 조용해요. Các bạn trật tự đi, im lặng đi. 조용해, 조용해요. 조심해, 조심해 có nghĩa là hãy cẩn thận. 조심해 hoặc 조심해요. 입 닥쳐, 입 닥쳐, 입 닥쳐, câm miệng. Câu này thì không khuyến khích các bạn sử dụng. Khi mà thường là rất là tức giận rồi thì các bạn sẽ nói 입 닥쳐, câm miệng lại, ngậm miệng lại. 입 có nghĩa là miệng, 닥치다 có nghĩa là gì nhỉ? Câm, nín, hãy câm miệng lại, hãy ngậm miệng lại. Thường những cái câu như thế này thì không sử dụng với đuôi 요, không sử dụng kính ngữ, chỉ dừng ở thế này thôi. 입 닥쳐. 용기를 내, 용기를 내, dũng cảm lên. Một cách lịch sự hơn, thêm đuôi 요. 용기를 내요, 용기를 내요, dũng cảm lên. 용기 là gì? Dũng khí đấy, có nghĩa là dũng cảm đấy. 내요, 용기를 내요, dũng cảm lên nhá. 힘내라, 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 hãy cố lên. 힘내 có nghĩa là gì? Nó có 힘 có nghĩa là sức lực. 힘내라, 힘내라 có nghĩa là gì? Hãy cố gắng lên. Thì cái câu này các bạn cũng chỉ dùng với những người nhỏ tuổi hơn hoặc là bạn bè rất là thân mật thôi. Còn khi mà các bạn nói với người lớn hoặc là trong mối quan hệ cần cái sự lịch sự ấy, thì các bạn không được sử dụng với cái đuôi ra này, mà các bạn sẽ nói là 힘내요, 힘내요. Vừa rồi là một số những câu giao tiếp ngắn, ngắn thôi nhưng mà rất là dễ học, dễ nhớ và dễ dùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.